Ngày hôm nay em sẽ review chi tiết một mẫu xe, một chiếc All-in 500B đời 2017 thùng kín. Xin chào toàn thể cô chú và anh chị đã trở lại với kênh Đạt Xe Tải. Và ngày hôm nay em sẽ review chi tiết một mẫu xe, một chiếc All-in 500B đời 2017 thùng kín, có cửa lách và đã được độ lên rất chi là nhiều đồ chơi. Gửi tới cô chú và anh chị có cái nhu cầu đang tìm cái mẫu thùng kín 5 tấn thì đây là một mẫu xe mà được nhiều cô chú và anh chị đang tìm hiểu trong cái thời gian qua. Đấy, một mẫu xe mới về tại salon Đạt Xe Tải để chúng ta cùng đi sâu vào chiếc xe và cảm nhận cái vẻ đẹp của chiếc xe này. Thì trước tiên là chúng ta cùng kiểm tra chiếc xe. Trên chiếc xe này thì toàn bộ những cái phần mã kính còn nguyên. Đấy, còn nguyên đủ cả ba mã kính này. Chiếc xe mang biển số Hà Nội này. Thì nếu những chiếc xe mang biển số Hà Nội này thì nó rất phù hợp cho những các bác chạy các tỉnh này, nó rất chi là dễ dàng, nó không bị các đồng chí cảnh sát giao thông làm khó so với biển tỉnh. Đấy. Tiếp theo chúng ta đi kiểm tra. Chúng ta kiểm tra cánh cửa của chiếc xe này. Đây, chúng ta kiểm tra cánh cửa. Keo chỉ còn này. Keo chỉ còn nguyên này. Keo chỉ còn nguyên này. Và phần nội thất này thì cũng được bác chịu độ rất chi là nhiều này. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy này, ghế bọc da này, hệ thống âm thanh này, hệ thống âm thanh trên này cũng rất chi là đầy đủ đây. Có cam lùi này, cam hành trình này. Chiếc xe này đã được lên phanh hơi nguyên bản của hệ thống phanh của 500B. Nguyên bản hệ thống phanh của All-in 500B là phanh tay. Đấy, phanh tay. Và trên chiếc này thì đã được lên phanh hơi. Đấy, chiếc này đã được lên phanh hơi. Đây là một mẫu xe mà được nhiều cô chú anh chị lựa chọn. Đấy, và bác Tài này đã độ cho chiếc xe này những hệ thống trang trí, đèn trang trí vào buổi tối, như là có đèn định vị này, rồi là có nón này, đó, có chiếc mui lướt gió này. Tiếp theo chúng ta cùng đi đến phần lót sàn thùng, sàn thùng của chiếc xe này. Đây, chúng ta cùng nhìn thấy phần sàn thùng thì chưa bị lồi lõm do bác chủ chở hàng nhẹ này. Đấy, cô chú anh chị có thể nhìn thấy. Đây, điều hòa đã được lắp ở vị trí này trên chiếc xe. Tiếp theo chúng ta có thể thế phần diềm thùng và thùng thanh thùng nó rất chi là đẹp này, không có dấu hiệu móp méo nhiều này. Đấy. Tiếp theo đó chúng ta kiểm tra đến phần thùng xe. Thùng xe thì bác chủ đã lót cho một lớp, đây, lót cho một lớp lót sàn tôn này, và xung quanh thì bắn composite đi. Đấy, bắn tấm quảng cáo đây, giữ những cái mặt hàng nó không phô va vào thành xe, nó cũng là cách nhiệt luôn, giữ được cái thùng xe nó đẹp như thế này. Và một điểm cái quan trọng nhất khi mua một chiếc xe tải thùng kín, một chiếc xe tải thùng kín, cái điểm quan trọng của nó là nó phải có một cái cửa lách như thế này. Có nhiều chiếc nó không có cửa lách. Đấy, chúng ta quan trọng là mua xe thùng kín nó phải có cửa lách. Có cửa lách để làm gì ạ? Có cửa lách để lên xuống hàng bên phụ này nó dễ hơn, lên xuống hàng nó dễ hơn. Và ai đã từng chạy hàng nhà phân phối thì chúng ta hiểu rằng là mặt hàng chúng ta xếp tràn lan như này, thì bây giờ muốn lấy hàng ở trong trước thì chúng ta phải có cửa lách chúng ta mới lấy được. Đấy, nhiều khi đi trả hàng nó không phải là nhà nào đến nhà nào cũng có nhà, rõ ràng là chúng ta xếp theo thứ tự từ ngoài vào trong, nhưng mà do nhiều tình huống lên là chúng ta không thể làm theo ý được. Đấy,
Và tiếp theo chúng ta có thể quan sát cái màu trắng. Những chiếc xe màu trắng mà giữ được cái màu như thế này thì cũng phải là một bác chủ cũng rất chị khó chơi xe. Đấy, bác cũng là một thành viên của câu lạc bộ hội yêu xe. Đấy. Tiếp theo chúng ta có thể lên xe nổ máy và mọi chi tiết trên xe. Chiếc xe này. Đấy, chúng ta cùng ngồi vào vị trí ghế lái. Chúng ta cùng cảm nhận, chúng ta kéo ghế này. Đây này. Em xin giới thiệu qua về phần nội thất của chiếc xe này. Và phần nội thất thì tất cả những cái tấm chắn nắng như này bác chủ vẫn giữ được luôn, chưa bọc đi, chưa xé ly lon này. Đấy. Tiếp theo trên chiếc xe này thì nguyên bản nó là hệ thống kính quay tay, nhưng đã được bác chủ độ lên một hệ thống kính điện. Đây ạ, độ nút kính điện, có thể chúng ta có thể nhìn thấy đây, đây là nút kính điện. Đấy. Đây chúng ta quay kính lên xuống này. Đấy, đã được độ lên hệ thống kính điện này. Đấy. Tuy là hệ thống kính điện này độ nó không được đẹp như ở chiếc xe 500B và đời cuối 2017, nhưng mà đây cũng là một hệ thống kính điện hoàn hảo. Đấy. Tiếp theo là hệ thống phanh hơi lốc kê trên chiếc xe này. Đây, đã được lên lốc kê nhưng vẫn giữ về phanh tay nhé. Đã lên lốc kê nhưng vẫn giữ hệ thống phanh tay. Đấy, của chú anh chị có thể xem vẫn giữ hệ thống phanh tay. Vẫn giữ lại hệ thống phanh tay để đảm bảo an toàn khi lưu thông. Có trang bị thêm một chiếc quạt gió này. Đấy, có trang bị thêm một chiếc quạt gió trên xe này và hệ thống loa này. Nói chung qua cuộc chung quy lại là chủ này cũng rất yêu xe này, đã có màn hình này. Đấy, có hiển thị đồng hồ, hiển thị hệ thống điện này. Đấy, tiếp theo chúng ta có thể lăn bánh chiếc xe này lên đường để kiểm tra. Rồi em sẽ lăn bánh chiếc xe này trên đường để kiểm tra. Đấy. Chúng ta cùng lăn bánh. Kiểm tra chiếc xe khi lăn bánh trên đường. Góc quan sát gương của cái dòng xe này thì nó cũng rất là rộng, nó có hai khổ gương, một khổ gương trên là gương phẳng và một khổ gương vuông dưới là gương cầu lồi, giúp cho các bác tài dễ quan sát. Đây ở góc độ, đây em đang ở góc độ ghế lái của người lái xe, quan sát cả hai bên. Đó, chúng ta quan sát cả hai bên, chúng ta nhìn thấy rất rõ từng chi tiết đằng sau. Đấy, và có cả gương cầu lồi kia. Quan sát đầu xe. Tiếp theo chúng ta có thể vận hành xe ra đường để kiểm tra thử test hệ thống còi. Hệ thống còi này đã được chế một công tắc quài hơi. Hệ thống còi này đã được chế một công tắc quài hơi này. Quài hơi này kết hợp luôn với lại hệ thống điện trên xe, đèn nháy trên xe. Tiếp theo chúng ta test xe, vận hành chiếc xe trên đường. Bây giờ chúng ta có thể vận hành chiếc xe này lăn bánh trên đường để các cô chú và anh chị cùng theo dõi test thử chiếc xe này. Hệ thống côn số thì cũng rất chi là ngọt ngào. Phanh sử dụng trên xe Olin 500B là phanh hơi nên nó cũng đảm bảo an toàn cho cô chú anh chị khi lưu thông trên đường. Đó. Điều quan trọng nhất ở chiếc xe Olin 500B đó là phần tải trọng của chiếc xe. Tải trọng chuyên chở của chiếc xe đã được lên đến 4,99 tấn, là 5 tấn. Đấy, khi chúng ta chở hàng thì nó được cái tải trọng của chiếc xe. Đây, chúng ta thử test thử luôn hệ thống điều hòa chiếc xe. Đây, chúng ta bật luôn cái hệ thống điều hòa chiếc xe này, test thử luôn xem có rét không. Vì điều hòa với các bác tài bây giờ nó cũng là một nhu cầu vận tải
đường xa thì nó sẽ đảm bảo cho sức khỏe trong cái thời tiết sắp tới của mùa hè nắng nóng, thì điều hòa cũng là cái phần mà được nhiều cô chú và anh chị quan tâm trên chiếc xe, mỗi chiếc xe. Và đặc biệt tại salon đặt xe tải thì hầu hết tất cả những mẫu xe bán ra đều đã có điều hòa đầy đủ những nhu cầu của đây, anh chị. Đây, chiếc xe em đang sử dụng test cho anh chị là Orlin 500B đời 2017 thùng kín. Cùng sang đường quay trở lại đại bản doanh của salon đặt xe tải xe đẹp 888. Đây, chúng ta test luôn. Chúng ta cùng test luôn chiếc xe. Quay hơi rất chi là đẹp, phanh hơi kết hợp cái đèn nháy ở trên nóc của cabin, kết hợp hai đèn led ở trên nóc của cabin. Mỗi khi bác tài bấm còi thì ngoài tiếng còi ra nó còn một cái âm thanh ánh sáng, còn cái ánh sáng của đèn led kết hợp luôn với tiếng còi này giúp những xe đối diện khi thiếu quan sát hoặc là khi đi đêm ở khu vực, nó giúp cho mọi người có thể nhìn thấy để mà có thể tránh các bác tài. Một chiếc xe này đang được lăn bánh về đại bản doanh salon đặt xe tải xe đẹp 888. Và cô chú và anh chị quan tâm tới mẫu xe Orlin đang có mặt tại salon đặt xe tải thì cũng liên hệ ngay cái số điện thoại hiện trên màn hình để được đội ngũ tư vấn của salon đặt xe tải tư vấn các mẫu xe từ Orlin 345, Orlin 350 thường, Orlin 350 new và 500B, 700C, 700B đang có mặt tại salon đặt xe tải. Đấy, cô chú và anh chị quan tâm tới cái mẫu xe nào thì cũng liên hệ ngay tới hotline của tổng đài chăm sóc khách hàng của đội ngũ đặt xe tải để được tư vấn cụ thể. Trước mắt cô chú anh chị đây là mẫu xe Orlin 500B đời 2017 có cửa lách và giá đang được chào bán cho cái mẫu xe này tại salon đặt xe tải là 300 triệu đồng và có thương lượng cho cô chú và anh chị quan tâm cái mẫu xe này. Và em xin chào và hẹn gặp lại cô chú và anh chị trong cái clip ngày mai ở salon đặt xe tải. Xin chào và hẹn gặp lại.